Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Rồi, thì trong tập ngày hôm nay hả, mình phải quyết tâm bắt được cái em Kyurem mới được mọi người ạ. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy thách đấu một em boss ở trên cái game này đi ha. Cái này gọi là cái gì quên mất tiêu ta? Cái đen, trời ơi. Kêu RAM rồi xong kêu rồi cái game luôn ạ. Vậy cái trước nha. Không, chỗ này nó cao hơn mình nghĩ đấy. Đây rồi. Một em Pokemon hệ băng. Và chúng ta phải còn một em Pokemon hệ gì đây? Hệ giác đấu đi. Mình có chiêu hệ giác đấu mà, mình cứ lôi ra đánh trước cái đã. Đây rồi, đây là Avalux mọi người ơi. Mà không nhớ là mình có chứ nữa. À, giác đấu thì tôi có nha. Đó, Sacred Sword. Ui, em này có 5 cái khiên mọi người ạ. Cũng căng thẳng đó chứ. Để coi như thế nào đây. Ui chà, mất được 3 cái khiên rồi. Chắc phải một tên nữa mới được. Ui, em này to nha. Mình rất là khoái mấy em to to bự bự như này nha. Ui, dãnh củ tỏi luôn. Đây rồi. Ui, em rớt cho mình Ability Pass. Vật phẩm này rất là hiếm luôn nè. Cùng với đó là một cái Silver Bottle Cap. Em này chắc mình sẽ bắt bằng Heavy Ball nha mọi người. Ui. Đó, khởi đầu là phải thành công tốt đẹp như vậy chứ. Phía bên này có một em gì đây? Đây là Pilos White. Mình cũng chưa có luôn. Vậy thì chúng ta sẽ thu phục bằng Whipball đi hen. Pilos White. Hình như đây là em cấp 2 nè. Cấp 1 của nó là Swine Noob đó mọi người ơi. Và Whipball. Ê, thành công luôn nha. Ủa, phía bên này có một cái gì đây? Mắc Poison cũng ngon đó mọi người ạ. Em Vanilla này chắc mình có rồi đúng không? Có rồi. Thôi, cho em một vả. Tiến vong mới được. Swine Noob này cũng có luôn hả? Cho một vả nữa luôn. Ui à, sao em này speed cao quá vậy? Đánh mình trước luôn kìa. Ủa, sao có mấy cái ba lô rồi ta? Ui, Latrio Spawn. Trời ơi, không phải là Kyurem mà là Latrio mọi người ạ. À, đây rồi. Em ở đâu vậy? Bên này hả? Bên cái trụ này sao á? Ở đây. Ui to nha. Ây chà, trời ơi, ui muốn gặp em Kyurem mà. Latrio ơi, có xuất hiện thì cũng may mắn lắm rồi đó. Whipball không thành công đúng không? Ôi chà, đánh đau đó nha. Làm phát low compact luôn, cho hẹo luôn nè. Chưa hẹo hả? Chưa hẹo. Ok. Thì chờ này tết ra trận. Trời ơi, to chưa? Repeat burn, tiếp tục. Và trời ơi, trời ơi, em dảnh mọi người ạ. Dảnh củ tỏi ơi. Thôi, dẫn cứ tới thì thôi vậy. Ui, Mel Galarian mình chưa có. Ai, lầm thai. Đợi chờ cái gì nữa. Cứ tưởng là tôi có rồi. Chưa có thì phải Whipball một phát coi. Đây, Galarian nha mọi người. Thành công. Ngon lành. Nhưng cúp chu này như mình có rồi đúng không? Có rồi. Dảnh cứ tởi nghe chưa. Cái gì đây? À, cái này mình đi rồi à.
Con gì to vậy? Đây là house stone. To vậy. Nó có cái bia mộ trên đầu kìa, thấy gớm chưa? Witban đi. Hailstone. Không thành công. Nó mới sủa đúng không? Sợ vậy. Con sweep. À. Chiêu hệ thường không có tác dụng. À, cái em này là chó hệ ma mọi người ơi. Ây chà. Con này hệ ma. Vậy để thử dùng Liverpool cái coi. Không được nha. Đang đấy. Em hai quả nữa đi ha. Không được thì mình đổi bon khác vậy. Và lần này. Yes. Trời ơi. Lại thêm một em Pokemon mới nữa. Và chúng ta đã đạt được 20% Pokédex rồi. Phía bên này có vài Pokemon gì đó. Hay là Rigipad. Nhìn nó chứ. Nó là cá mà nó đi bằng chân hả? Nó là cá không? Nhìn dễ thương vậy. Trời ơi. Không nỡ bắt luôn á. Nhưng mà vẫn phải tung Whipball ra trận thôi. Trời ơi. Càng đó. Không được nha. Vậy thì quên, phone sweep nó phát thử coi. À, phone sweep được mà, cứ tưởng không được. Em xài cái chiêu Icy Wind. Trời ơi, hàng chi. Hiệu ứng đẹp quá hen. Liverpool thôi nào. Và ôi chưa thành công luôn. Khá cứng đầu đó mọi người ạ. Vẫn tiếp tục là Liverpool nha. Và lần này. Yes. Trời ơi sao mà thoát được. Chúng ta hình như được thành tựu là bắt Pokemon hệ băng rồi đó. Em biết đâu này mình có chưa ta? Ê, chưa có. Trời ơi. Tức ra mấy em này phổ biến lắm luôn mà mình không có bắt hả ta? Chắc hồi đó chưa có nhiều bon như bây giờ mọi người ạ. Bây giờ phải cố mà sưu tầm hết mới được. Giờ mới có 20% Pokédex mà. Đó, thành công bắt xong Bitro nha. Gì đây? Ôi, ôi băng hụt rồi. Trời ơi. Mém hẹo. Danh ma, danh ma. Chưa có danh ma luôn. Bắt luôn mà bút bỏ nào. Trời ơi. Quá dễ dàng nha mọi người. Ôi. Làm miếng thịt cái đã. Mình nhớ em này quá. Escaru. Trời ơi. Một trong những em Pokemon rất là quan trọng trong những cái season đầu tiên của mình đó. Escaru cho mọi người. Whitbird. Và yes. Trời ơi thành công luôn. Ngon lành. Và chúng ta đã được thành tựu là bắt Pokemon hệ hệ sắt. Wow, cái đàn con thuyền kia nhìn nó đẹp nhờ. La dê la dũng các kiểu đồ. Ui đây rồi. Đấy đấy. Mình nói ngay mà. Đây phía bên này nha mọi người. Yêu rem đã xuất hiện. Wow. Xịn vậy. Cùng ngắm nhìn kêu rem nào. Trước tiên thì mình sẽ quăng một quả whipball ra trước nha. Wow. Đẹp vãi. Ui không thành công. Đau quá vậy.
Bình tĩnh tí được không bạn? Chắc mình sẽ hồi full máu cho Zangu cái đi. Đó. Rồi chúng ta sẽ tiến hành phone sweep em. Ôi cha, em này xài chiêu Ancient Powder. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn phone sweep. Phone sweep một cái nữa hả mọi người ha? Chắc không sao đâu nhỉ. Già máu đầu ở nhà. Vậy thì hồi lại máu cho Zangu cái đi. Đó. Đánh là phải chắc cú người ạ. Ui. Gì gớm vậy? Tôi hồi lại phát nữa. Ui. Mình cũng sắp hết đó, cái Hyper Potion này rồi. Ai cha, căng đó. Tí phải kiếm NPC nào để mà mua mới được. Thôi 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 thôi. Thiết nghĩ là nên phone sweep một cái đi. Đó, xuống còn một máu rồi chúng ta dễ bắt. Rồi, đổi Pokemon thôi mọi người ơi. Zacian ra trận nha. Hệ băng á thì nó sẽ không đánh được hệ lửa nè. Không đánh được hệ lửa hả? Hệ nước, lửa nước và hệ thép. Ủa? Cái gì vậy? Nói kêu không đánh được cái nút làm hết. Giờ xe anh còn của mình còn có đúng một máu à? What the hell? Full restore luôn. Ngồi lại full máu cái đã. Ây cha, em này cũng gớm đấy. Chắc Thunderbolt luôn nha mọi người nhờ. Đợi chờ là em biến mất tiêu đó. Cái Thunderbolt thôi. Dạ. Em này có chiêu gì mà ghê vậy? À, Dragon Punch. À, nó thổi còn đúng một máu của Zacian luôn nè. Kinh thật. Và lần này, ôi ôi, tưởng quả thứ hai là thành công rồi nhưng mà không. Tiếp tục là Thunderbolt đi ha. Ui chà, bắt khó đấy nhờ. Trời ơi, nó xài cái chiêu Ancient Powder là chiêu hệ đất. Nó khác với Zacian. Quả cái trưởng. Đây, vẫn tiếp tục là Thunderbolt. Ây da, không được. Ây da, cao đó. Tối rồi. Dustborn lên ngôi đi. Thời của Dustborn rồi. Ơi mà nếu trên này cao quá thì Dustborn nó không thành công. Tốt nhất á, mình nghĩ là chúng ta nên hồi lại máu đi, rồi tính tiếp. Cứ đánh đau quá. Làm tí hồi máu nữa đi. Đánh đau quá chịu không nổi. Rồi. Giờ thì tiếp tục là Thunderbolt thôi. Trời. À nó có cái chiêu Hyper Void. Phải cái chữ nó đau kinh khủng luôn. Azure ra trận. Hai con hệ băng đối đầu với nhau nè. Vẫn tiếp tục là Thunderbolt nha. Bây giờ mình xài mới có mấy quả nhiều. Em quyên sinh rồi mọi người ạ. À. Vãi cái chữ em sốc. Em có cái chiêu trức trức gồ. Ô quyên sinh luôn rồi. À cái shop bán đồ nằm phía này. Trời ơi. Ten ten. Ui Hyper Potion đây rồi. Có cả PP up nữa. Ừ nha, chúng bác lên mua đó tầm
một stack Happy Potion đi. Happy up thì mua được bao nhiêu ta? Mua 5 cái đi. Chút như đây thôi mọi người. BB up bên này bán mắc hơn hả? 10.000 lần. Bên này bán 9.800 à. Hai ông ở chung mà bán cạnh tranh như vậy. Rồi. Ủa để mà có hồi máu mọi người ơi. Ông là không ổn. Buồn quá, đi tìm Kyurem mà em không cho mình bắt. Em thà đâm đầu em tự giận còn hơn. À, cái gì đây? Pokemon gì đó mọi người ạ. Ủa? Mơ hả? Mình có chứ nhờ. Sợ thử coi. Có luôn rồi nè. Trời ơi, có cả cấp đại mắt của nó luôn á. Rồi, vậy thì em này mình sẽ không bắt đâu. Chỉ đánh hỏi thăm tí thôi. Làm tí va chạm đi chứ nhờ. À, cỏ không được hả? Thôi. Mấy hệ nào mà bất trị quá thì Zacian sẽ lo hết. Zacian Sacred Saw nha. Trời ơi, dãnh của tỏi liền. Chạy đâu cho thoát hả? Xong đi luyện cấp cho Pokemon luôn chứ. Ê, dưới đây có một em cá ngựa mọi người. À, đây rồi. Ten ten. Lạc đâu ra em này vậy? Hoshi. Ủa, có luôn rồi. Trời ơi, nhiều em Pokemon mà mình có mà mình không nhớ ta. Ủa, chúng ta được mắc Revive. Wow, Revive hàng xịn mọi người ạ. Để hồi full máu cho Pokemon luôn á. Ủa, sao màu nó kỳ vậy? Màu hồng. Mankey mà màu hồng á. Không phải Shiny luôn. Hả? À. Bắt đầu nhiều Pokemon lạ xuất hiện đó. Tôi bắt đầu choáng ngợp đối với cái phiên bản này rồi đó nha. Mankey màu hồng. Ồ, ngon lành. Oh, chúng ta được thành tựu Pretty in Pink. Mankey. Ôi, Tapu Fini spawn kìa mọi người. Tapu. Mình mới có Tapu Lily thôi đúng không? À, Inkay thì mình cũng chưa có luôn hả? Chưa có thì bắt luôn ấy chứ. Em mực. Lậm nhang. Fini đâu? Fini của tôi đâu? À, bên này, bên này, bên này. Tapu Fini. Ten 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 ten. Wow, cấp 60 mọi người ơi. Quá là ngon lành luôn. Woodbone ra trận. Ui, trời trời. Đào 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 đào. Bình tĩnh thôi bạn ơi. Bạn gì đó ơi. Con sweep cái nè. Chắc con sweep 3 cái là mềm hẹo à. Ui. Được đó nhờ em này chơi. Mình đánh để mất máu em hồi phục cho mình đi chứ. Ngon lành luôn. Thì thường đa số mấy em tabu là mấy em vậy đó mọi người ạ. Rất là tốt bụng nha. Chính vì tốt bụng nên là mình sẽ quyết tâm mình bắt được em. Tối như vậy á mà không xài Dust Bowl thì bị phí. Chúng ta phải tận dụng thời cơ ngay. Ê, không được. Dãnh của tỏi Sengu rồi. Không sao. Zacian sẽ là người ra trận. Tiếp tục là Dustborn nha. Hôm nay thì mình thấy có khá là nhiều lựa chọn để mà sử dụng Bon đó. Và ôi, lắc hai lần luôn. Hai lần rưỡi. Nhưng mà chưa được. Đúng đời. Vẫn tiếp tục là Dustborn thôi. Để coi lần này. Một lần nè. Hai lần nè. Ờ, hai lần thôi. Chưa tới số rưỡi mọi người ơi. Vẫn tiếp tục là Dustbone. Rồi chỗ này nó không có tán cây nó che.
À, Dustball nó cũng giảm cái hiệu quả đi đó. Armor này bây giờ nó là tỷ lệ 4 chấm rồi đó. 4 chấm nhưng mà bắt không thành công nè. Đấy. Ngoài chưa? Rồi nó giờ 30 quả mọi người. Bắt một em Pokemon 30 quả. Ơi, thế em chậm chậm tưởng em vào nhưng mà em chê mọi người ạ. Chê muốn ở lại cái hồ này. Mình thấy nó toàn chậm chậm nãy giờ mấy lần rồi đó. Sùa luôn biết ngay mà. Lại một em Pokemon nữa từ chối mình. Ủa, em rớt được cái gì đây? Mystic Seed hả? Mới thấy một em bay leap mất tiêu rồi. Ở đây. Hè. Ủa, đây là Chobius mọi người, không phải bay leap. Quên 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 học nhớ mà bị đặt đọc tên nữa chứ. Whip nè. Và khúc phục ngay. Em nào cũng vậy thì tốt biết mấy. Ê, ủa sao có con Aralin của mình hả? Chưa thu vào. Đang thắc mắc tự nhiên sao có em Rowlin này ở đâu đây. À, Wallabies thì có rồi hả? Thôi, có rồi thôi. Circuit này mình có chưa ta? À, chưa có luôn. Lẫm lướng quýt bên thôi. Thành công. Trời ơi, mấy em này sao làm khó được tôi. Mà chiếc cáp này to nha. Rồi bắt luôn ạ. À, quýt bên mà xả thôi mọi người ạ. À, hôm nay gặp cũng nhiều em điện thoại hiền ảo nhờ. Tabu một em Kyurem mà không bắt được em nào hết trơn. Hey. Hey, cha tốt cha tốt tèn tèn mình chưa có em này luôn. Tranh thủ một em vẹt mọi người ạ. Dữ tấn công luôn hả? Giỡn mặt hả? Ê à, luôn ngủ luôn. Gì gớm vậy? Ê à, cấp thấp mà xài combo với cái chưởng đi. Thôi, làm quả Liverpool đi. Cho nó hợp nè. À, toàn rồi. Ôi, em một cái mon thường mà bắt còn không xong nữa thôi. Nói gì nữa. Trời ơi, gì gớm vậy anh. Em tí thăm bon được không? Và lần này. Trời ơi, vẫn tiếp tục là thăm bon nha. Cấp thấp thật nhưng mà skill mạnh quá. Quá. Trời ơi, phải vậy chứ. Đầy rồi. À, nói với mọi người á. Mình cũng chưa có luôn. À, mình nhớ mấy em này rồi. Hồi đó bắt rất là khó luôn. Khó là khó xuất hiện chứ. Quýt bên và không thành công. Rồi tiễn dông luôn rồi. Làm tí Dragon Lore đi. Chưa hiệu. Tên quán.
Đứng hẹo là tôi mệt đấy. Làm tí Unterbon. Ui, thành công đi, ngon lành. Ui, đây đây đây, em gì đây? Ten ten. À, Ben Set. Bắt luôn một Whitbon nào. Một trong ba em khỉ. Đã, thành công. Sai. Ây à, ây à, ây à. Hình như là tiếng hóa của em Thoracat mọi người ơi. Ây à. Ui, em này là Incineroar. Trời ơi. Wow. Ngầu vậy. Trời ơi, lâu rồi mới gặp lại mày, nhớ mày quá. Cho mình một quả Whitbon vào mồm nè. Ừ, không được nha. Em này cũng cấp 55 đó mọi người, cấp cao đấy. À, tấn công gì hai lần hả? Từ, con sweep cái đã. Ôi chà. Em này cũng vả trưởng đấy mọi người ạ. Không đùa được. Đào đó nha. Đào đó. Làm tí phone sweep nữa. Ui chà. Đào đó. Rồi, chờ rào đơn ra làm tăng cơ vậy. Dữ, quýnh đầu đinh luôn hả? Ghê quá vậy. Rồi, tấn công 5 lần. What the hell? Em này chắc làm tí Ultra Ball vậy hang. Thử ơi. Được không? Vá. Ấy không thành công nha. Làm tí nữa đi. Dù sao cũng nhiều Ultra Ball mà. Để dành làm gì đâu. Mình lại ít xài mấy cái quả này nữa. À, em xài cái chiêu Fury Sweep. Hèn chi tấn công nhiều lần. Thả Ultra Ball ra trận. Và à, chưa được hả? Cũng khá đó quá nhờ. Tiếp tục là Thunderbolt nào. Để rồi xem. Và lần này. Trời ơi, chạy đi đâu hả con sâu? Ui, phía bên này có mấy em gì đó mọi người ạ. À, Blackcott. Ủa, cấp 5 hả? Một em lười mọi người ơi. Nhìn mặt nó kìa, ngố vậy. Ờ, mặt buồn ngủ vậy. Slarkot. Trời, em này thì chắc Whitball là thành công rồi chứ. Phần chí Liverpool. Đó, theo em Slarkot khác ở đây nữa. Một cái gì Cabana. À, Cabana sao chỗ trên bờ vậy. Con cá này là đến lên tấn công tôi á hả? Tôi bắt lại ngay chứ đó mà tấn công tôi. Đó. Để mình qua cái kiến trúc này và thử coi nó là cái gì. À, đây là Single Temple mọi người ơi. Lâu lắm rồi mới gặp cái kiến trúc này đó. Đây.
tính làm gì tôi? Mà quên, nó cũng có tên đâu mà. À, nó cũng không có tên luôn. Release statue, ngon. Đầm tới kim cương nữa chứ. Thôi, tôi xuống tôi mở luôn cho nó nhanh. À, meteorite inspiration hả? À, nói chung cũng là những món mô phẩm khá là ngon đó mọi người ạ. Ui, sếp tile. Wow, không gặp mày đã từ rất lâu lắm rồi. Và plat nó phát đi. Mày giỡn hả? Trời ơi, tưởng khắc hệ mà sợ hả? Không có sợ đâu nha. Và đấy rồi, trụi đá mega xếp tài bộ. Ngon. Ô, mày, mình đang mới kiểm tra cái Zaru nó xuất hiện luôn rồi. Rồi, mình đang tính kiểm tra thử nó có xuất hiện hay không. Ai về, nó xuất hiện luôn. Đây đây đây, phía này, phía này. Hôm nay là mấy ngày nay là thoát ẩn thoát hiện. À, đây 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 đây. Zaru. Trời ơi, mình vừa tính kiểm tra thử là nó có khả năng xuất hiện không. Đây, tỷ lệ spawn của nó là 60% nè mọi người. Ôi ôi, ai về xuất hiện luôn á. Chỉnh vậy. Thôi, à, chúng ta phải nghiêm túc mới được. À, làm tí whipball nha. Hôm trước là tôi hụt, tôi hơi bị cay đó. Ây à, đau, 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 đau. Từ từ nói bạn ơi, gì từ từ nói. Đừng đánh người ta nữa bạn ơi, chậm chậm thôi. Làm tí force sweep nữa đi. Trời, gì gớm vậy? Đi tới tết ra trận nè. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành hồi phục lại cho Zengu đi ha. Ghê đó. Mình thấy là không ổn đó. Chỉ hy vọng cái em này nó không có chiêu hồi lại máu như cái em Zaru hôm trước thôi. Zaru. Ui, đẹp thật sự. On sweep tiếp tục nha. Rồi, đang coi cảnh đẹp cái thì nó rớt xuống dưới rồi. Tiếp tục phone sweep. Chuyển qua Ethernet đi. Ê ê à, đau, đau vãi. Em này chắc xài Thunderbolt đi ha. Mình nghĩ kỹ lắm rồi. Thunderbolt thôi mọi người. Ê à, đau đấy nha. Vẫn tiếp tục là Thunderbolt. Là vậy, kiên trì với một quả mới được. Chứ không kiên trì là khó đấy. Vẫn tiếp tục Thunderbolt thôi. Có gì đâu. Em này là Pokemon khỉ đầu chó mọi người ạ. Trời ơi, có một máu thôi nha. Nhưng mà nãy giờ mình bắt chưa được ba em điện thoại hiền ảo rồi đó. Khó lắm. Kinh vừa. Có thể là mấy em này em biết bài Thunderbolt của mình rồi cũng nên. Và lần này mình thấy nó chậm chậm rồi. Cũng thành công. Vẫn là Thunderbolt thôi. Ơ à, yes.
Trời ơi, cuối cùng tôi cũng chinh phục được em này. Tức quá nè. Trả được cái cục tức mà tập ngày hôm trước tôi bắt hoài không được. Bắt mấy ngày luôn á mọi người. Bắt đến khi mà em cúp cu em xuất hiện luôn mà. Đây, đây là một em Galvan Lutula. Tiến hóa cấp 2 của Zotic. Ai chà, gớm vậy. Con sweep em thôi. Trời ơi. Làm tí phone sweep nữa coi. Wow, 5.3% à. À lại nó phải là 0.8 chứ 5.3 còn nhiều quá. Không biết bà bỏ hay điện à. Thử tí bằng Nespawn đi. Ui, quăng nó giật giật chứ. Quá. Yes. Trời ơi, ngon lành. Tức qua bắt em Emonga mà thôi. Gì trời. À, Audit. Vãi ạ. Audit thì thôi, Charizard là đủ rồi. Trời ơi, dánh của tỏi rồi. Chưa kịp thấy hình dạng đa đa mắt nữa, dánh luôn rồi. Liverborn thử nha. À chết, Charizard thì xong Liverborn đến này được. Thôi kệ mọi người ạ. Rồi. Giờ thì chúng ta kiểm tra cái em Pokemon mà vừa bắt được coi. Zaru. Wow, đây là bộ skill của em mà. Có hai chiêu hơi lởm. Swagger hả? Swagger thì làm nó bị confuse. Ground này thì tăng cái gì đây? Tăng áp thấp và special áp thấp hả? Được cái energy point khá là ngon. Ôi trừ speed. Ước là heal nhưng mà trừ speed. Trừ speed thì đâu có cầm chiến đấu được. Thì trong tập ngày hôm nay mình đã thu phục được em Zaru. Một trong các em Pokemon mà tập ngày hôm trước mình không có bắt được. À, ngoài ra thì chúng ta lại có thêm một vài em như là Kyurem có xuất hiện nhưng mà mình chưa có đủ may mắn rồi mọi người ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video lần này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.